Sau pha va chạm nhẹ, cầu thủ nữ của hai đội đã lao vào tấm tóc nhau rồi đánh nhau trên sân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tình huống diễn ra trong trận đấu tại giải bóng đá Mendoza Women's Soccer League Argentina. Cụ thể, phút 40 của trận đấu, từ một tình huống phạm lỗi không mấy nguy hiểm ở khu vực giữa sân, cầu thủ hai đội đã lời qua tiếng lại và lao vào nhau đánh nhau dữ dội. Sau màn giật tóc, cả hai đội lao vào đấm, đá như hệt những võ sĩ MMA thứ thiệt. Dù một số cầu thủ đã lao vào can ngăn đồng đội, nhưng sân bóng vẫn trở nên hỗn loạn. Phải mất một thời gian khá lâu thì những cái đầu nóng mới dịu xuống. Rồi xong, tinh thần thể thao không fair play chút nào thế kia, thì còn gì là giao diện của người ta nữa. Trời ơi, cái mông què dĩ dây bà, thôi xuống đây bà biết chiêu rồi. Quả vàng ma trận trước khung thành như này thì thêm 3 thủ môn nữa cũng bó tay chứ nói gì đến một bạn. Pha bóng quá đỉnh cao, chỉ trách đội bạn phối hợp quá ăn ý. Quá ghê gớm. Ôi trời ơi. Sam Kerr cashes in, it's 2-0. 30 chưa phải là Tết, đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Không phải người ta đá trượt mà cố ý thao túng tâm lý thủ môn đối phương đấy. Tới giây phút quyết định là thủng lưới ngay. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Quá đỉnh. Tôi năm nay 70 tuổi nhưng chưa bao giờ gặp pha phạt góc nào đáo để như này. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chị gái này mà không đi đóng Fast and Furious cũng hơi phí tài năng đấy. Ghi bàn với tốc độ này thì chưa chắc thủ môn đội bạn đã nhìn kịp bóng, chứ đừng nói đến việc cản phá. Một từ thôi, đỉnh. Vỗ tay, vỗ tay. Gì vậy mấy bà? Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau mà sao hai bà cùng một đội mà hơn thua quá vậy? Cứ phải ngã sắp mặt cả đôi mới chịu hay gì? Aber auch diese kleinen Momente, so eine kleine Verletzungspause jetzt gerade in der Phase 101 Minuten. Trời thì nóng, người thì mệt, mà huấn luyện viên độc rám nhiệt tình quá rồi. Chắc cũng xì chết lắm chứ đùa, thương thật sự. Thôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Đá sườn sườn trên tinh thần vui chơi là chính, mà không ngờ nó vào thật, quá đỉnh. Bạn là số 2 thì ai dám tranh số 1 nữa? Rồi xong, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đá kiểu này thì còn gì là cái mặt tiền nữa. Máu chiến thì máu chiến, nhưng như này thì hơi ố về nha. Xin vĩnh biệt cụ. Well, there's the half-time whistle, and it's a fairly muted smattering of applause. Gareth Taylor's side have been shut out all too often this season, and been shut out here for 45. Ủa gì vậy? Mày ăn gì mà lì quá vậy em? Đưa bóng đây làm xong trận còn về đi uống tà tửa. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Cái mà chân thêm phát nữa là chị đây lao ra sân đấm cho mấy nhát thì đừng có hỏi tại sao xui. Cây tươi nhờ. À!
Nope. Cửa nhỏ thôi mấy đứa ơi, tự dưng lô tô cá cho vui, ai ngờ nó vào thật. Thủ môn đội bạn chắc cũng đang tổn thương lắm. Đúng là đời, đâu ai biết trước được chữ ngờ. Rồi xong, tới công chuyện. Tưởng đâu chuyến này làm anh hùng, ai ngờ cái chân thối đưa mẹ bấm vào lưới luôn mấy nhỏ. Khổ thân chị gái, chắc cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa lắm. Khóc cạn nước mắt luôn chứ đùa. Ai cũng phát bóng được như bà chị này thì các trận đấu kết thúc êm đẹp và khỏe re lắm. Một phát ăn ngay không cần phải nói nhiều. Nice. Tưởng đội kia xô thì còn ăn vạ được, chứ hai đứa đội mình báo nhau thế này thì chịu rồi chị em ạ. Chưa bị chửi là còn may đấy. Yêu kiểu gì? Ngon cơm luôn. Đá mấy này nẹt như này thì Sony cũng phải gọi bằng cụ. Làm đồng đội của bà này nói chung cũng nhàn. Lên sân đi cảnh thôi chứ ghi bàn cứ để chị lo. Sau này mà giải nghệ, không đá bóng nữa thì tôi nghĩ các chị nên đi làm diễn viên. Cũng triển vọng phết chứ đùa. Nét diễn không hề giả chân luôn. Pha vàng xếp đỉnh cao là đây chứ đâu. Oh my god. Wow. Rồi xong, bóng lăn cứ như là vua tốc độ thế kia thì có cái nịch mà đuổi kịp. Thôi thì trận này coi như nhỏ, không làm ăn gì nữa đâu. Tới công chuyện, phản lưới nhà mà nhiệt tình quá à. Tưởng đâu ghi bàn vào lưới đối phương không á. Sân bóng mà cứ ngỡ là sân trượt băng các bác ạ. Bôi mỡ hay gì mà chạy quả nào trượt quả đấy thế. Nhưng phải công nhận chân số này quá đỉnh. Ai đẹp? Mười đẹp. Bóng tới tay rồi thì ôm vào rồi hẳn phát lên. Ai mượn nhiệt tình quá chi? Tính thách thức sự kiên nhẫn của đội bạn hay gì? Chuyến này thì tới cái nịch cũng không còn. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.